Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Vinh quang dành cho ta. Thật vậy, tôi nghĩ rằng những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thụ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát. Không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thụ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa. Vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ. Hơn nữa lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa đấng thấu suốt tâm can biết thần khí muốn nói gì, và thần khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến người, tức là cho những kẻ được người kêu gọi theo như ý người định. Vì những ai người đã biết từ trước, thì người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với con của người, để con của người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì người cũng kêu gọi. Những ai người đã kêu gọi, thì người cũng làm cho nên công chính. Những ai người đã làm cho nên công chính, thì người cũng cho hưởng phúc vinh quang. Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa binh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa? Đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Phải chăng là gian truân khốn khổ đói rách hiểm nguy, bắt bớ gươm giáo? Như có lời chép, chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng, cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta. Chú thích bài đọc: thần khí không chỉ là đấng an ủi các tín hữu, người làm cho toàn thể tạo thành quay trở về với Thiên Chúa. Người tín hữu khám phá ra rằng sự biến đổi khởi đầu nơi họ, rồi ra sẽ ảnh hưởng trên toàn thế giới. Vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Tuy sự hiện diện của thần khí nơi chúng ta rất kín đáo, nhưng chúng ta mong chờ con người toàn diện chúng ta được biến đổi. Hiện nay, mặc dù được ơn bình an của Chúa Kitô, nhưng đau khổ và cám dỗ vẫn là những cản trở không cho phép chúng ta được hưởng vinh quang.
được tự do trọn vẹn nhờ cuộc biến đổi toàn diện con người. Đây là ý nghĩa của cụm từ cứu chuộc thân xác chúng ta ở chương 23. Chúng ta mới đạt tới sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Khi nói về con người thì không thể tách nó ra khỏi vũ trụ mà nó là thành phần. Ở những nơi khác trong vũ trụ, có những hữu thể thông minh nào khác không? Kinh Thánh không nói đến điều này, mà chỉ nói rằng toàn thể tạo thành được chi phối bởi cùng một mầu nhiệm chết và sống lại, là mầu nhiệm đã ghi dấu ấn trên vận mệnh loài người chúng ta, mầu nhiệm mà con Thiên Chúa đã đến đảm nhận. Thiên Chúa đã bắt chịu cảnh hư ảo. Thánh Phaolô cho chúng ta thấy rằng tội lỗi đã phá hủy trật tự thiên nhiên. Một vài bản văn cựu ước cho thấy thiên nhiên bị liên lụy do loài người tội lỗi. Chắc chắn loài người đã phát triển trong gây hấn và bạo lực. Từ đó phát sinh hiện tượng đàn ông thống trị đàn bà và tính khí hiếu chiến của nam giới. Từ đó phát triển một khoa học chỉ nhắm tới chinh phục và thâu tóm. Chẳng phải tội của Adam là muốn cưỡng đoạt cho được sự hiểu biết và hạnh phúc đó sao? Kinh Thánh ghi nhận rằng các tiến bộ xã hội thường dẫn đến bóc lột và nô dịch. Các khám phá khoa học đã được sử dụng để hủy diệt hàng triệu sinh mạng. Và các tiến bộ của những vùng tự do kinh tế làm cho số người khốn khổ sống bên lề xã hội đông hơn số người sống sung túc. Đúng là khoa học hiện đại đã chứng minh rằng con người là thượng đỉnh, là nơi mà huyết mạch sự sống tụ về. Nhưng không được quên rằng con người liên đới như là ruột thịt với tất cả những gì có sự sống. Kinh Thánh không mời gọi chúng ta mơ ước một thiên nhiên đã trở về trạng thái địa đàng để một số người giàu có được hưởng thụ. Cũng không yêu cầu phải xem động vật là những con người có quyền lợi. Tình yêu đích thực tôn trọng trật tự của tạo thành, yêu thú vật sẽ luôn là chuyện không đáng gì cả so với tình yêu có trách nhiệm. Biết đón nhận và sống hiệp thông với những con người tự do cũng được gọi làm con Thiên Chúa như chúng ta. Toàn bộ thiên nhiên đã được trao gửi cho con người để con người đưa nó trở về với Thiên Chúa, sử dụng nó và để nó giúp chính bản thân con người trở thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa các lễ nghi hiến tế loài vật trong Cựu Ước. Những bước đầu suy tư của người thời nay về trách nhiệm của con người đối với tạo thành mở mắt cho chúng ta thấy một khía cạnh của tội, nhưng cũng buộc chúng ta tự hỏi lịch sử chúng ta đang đi về đâu. Một loài thụ tạo cùng rên xiết và quần quạ như sắp sinh nở. Trong thế giới, chúng ta thấy có nhiều mâu thuẫn và căng thẳng hơn là tiến triển êm đềm. Thật vậy, trái đất này đâu phải là nơi ở trường kỳ của con cái Thiên Chúa. Nó ở trạng thái biến đổi không ngừng. Thời gian chiến đấu và sống đức tin trong đêm tối chuẩn bị cho chúng ta đón nhận điều chúng ta trông đợi từ tay Thiên Chúa, được chọn quyền làm con. Thiên nhiên chỉ có thể cùng với chúng ta tham dự vào cuộc sinh nở này, mà cuộc thương khó của Chúa Giê-xu là dấu chỉ. Và thiên nhiên sẽ tham dự vào tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa. Thật là khó mà nghĩ rằng những con người phục sinh lại không được ở trong một thế giới đã được thay hình đổi dạng, nên một thế giới thần linh. Chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Thường thì chúng ta tưởng mình chỉ cầu nguyện khi nói hay xin một điều gì đó. Thánh Phaolô cho thấy rằng lời nói không phải là quan trọng. Cầu nguyện là chính nỗi niềm khát khao nồng nàn của thần khí. Thiên Chúa nằm tận đáy lòng của chúng ta. Thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta mượn những lời lẽ được thần khí linh hứng để trình lên Thiên Chúa các vấn đề và lo âu của chúng ta là điều rất tốt. Còn tốt hơn nữa khi thần khí mời gọi chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng. Nơi đây, Thiên Chúa thông ban bình an của người cho chúng ta. Ở các trang trước, Thánh Phaolô đã mô tả hoạt động của Thiên Chúa nơi chúng ta qua thần khí. Nhưng thật ra, Thiên Chúa trải rộng sự quan phòng của người trên tất cả mọi biến cố trong cuộc đời chúng ta. Trong thế giới, trong gia đình chúng ta hay trong cuộc đời chúng ta, không có gì xảy ra do tình cờ hoặc do định mệnh cả. Những ai người đã biết từ trước, Thánh Phaolô nhấn mạnh sự quan tâm đặc biệt của Chúa Cha đối với riêng từng người chúng ta.
Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa đã biết chúng ta từ thuở tạo thiên lập địa, những đứa con được cha mẹ nhận biết trước khi sinh ra, lại còn được dành cho một chỗ độc đáo trong tạo thành nữa. Những ai người đã kêu gọi, bất chấp chúng ta đã được biết Chúa Kitô bằng cách nào, nhưng chắc chắn Thiên Chúa đã có lời mời riêng mỗi người chúng ta đến với đức tin, người làm cho họ nên công chính. Thiên Chúa đã đặt chúng ta trở vào trong trật tự, cái trật tự mà người yêu thích. Điều này đi xa hơn là đem trở về đường ngay nẻo chính những người không đứng đắn lắm. Và lại, chuyện cải tà quy chánh như vậy có đảm bảo được rằng chúng ta sẽ là người đứng đắn mãi đâu. Nhưng ở chiều sâu hơn, có một ít điều đã thành tựu nơi chúng ta, một ít điều sẽ được gieo vào thế giới. Trong thời đại chúng ta hay vài thế kỷ sau này, một tâm thức mới sẽ xuất hiện trong nhân loại, phát sinh từ vô số những cuộc cải tà quy chánh mà chúng ta đã đảm nhận, những ai Thiên Chúa đã tiền định. Tác giả nói mạnh, từ câu này mà một số người kết luận rằng, chúng ta không thật sự tự do. Những ai Thiên Chúa đã tuyển chọn hoặc loại bỏ thì tự khắc được cứu độ hay bị kết án. Nhưng hiểu vậy là sai. Thánh Phaolô không nói một số người đã có tên trong sổ thiên tàu để được cứu độ và một số người khác thì để bị kết án. Ngài cho thấy Thiên Chúa tiến hành hoạt động của người từ tiếng gọi vang lên trong cõi vĩnh hằng cho đến ngày chúng ta sẽ hóa thân trong vinh quang của người. Có thể diễn giải rằng, sau khi định đoạt phần phúc cho chúng ta, người kêu gọi chúng ta. Sau khi kêu gọi chúng ta, người làm cho chúng ta nên công chính. Ở đây, có lẽ Thánh Phaolô chỉ nghĩ đến nhóm Kitô hữu độc giả của Ngài. Nhưng Thiên Chúa đâu tự giới hạn mình trong giáo hội. Mọi người ở khắp mọi nơi có thể tìm đến với người nhờ công trình cứu độ của con một người, tức là ngôi lời, đấng cứu độ là cứu Chúa của cả thế giới. Ai còn chống lại được chúng ta? Thánh Phaolô nghĩ đến sự giữ vây quanh và thường lôi kéo chúng ta. Ngài nghĩ đến ngày phán xét, ngày mà kẻ tố cáo, thần khí sự giữ, sẽ nhắc nhớ tất cả các lỗi lầm chúng ta đã phạm. Ngài nghĩ đến những hối hận quấy rối lương tâm chúng ta. Trong những thứ đó, đâu có gì mạnh hơn tình yêu Chúa Kitô. Người tín hữu không được hoảng sợ trước những lỗi lầm mình hay tái phạm. Cũng không được nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa.